La 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 la. Ấy gì vậy? Dạ. Hello. Hello. Trời ơi, good morning super cool. Trời đi học trễ vậy đi đi. Ủa mấy thanh niên không vô trường luôn đi, ra ngoài này làm gì nữa vậy? Tụi tôi đến trường sớm lắm, không ai hết trơn á trời á. Bây giờ á tụi mình lại nhà của mấy thanh niên kia ngủ, mấy thanh niên kia đi học luôn cho vui. Ok luôn. Trời ơi, trời bạn nghe câu chuyện này nè, qua zombie á bị chó cũng kêu vòng 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 luôn á trời. Ba chân đen ơi đi học, ba chân đen ơi, trễ giờ rồi ba chân đen ơi, đừng có ngủ nướng nữa. Ba chân đen ngủ vĩnh nhỉ. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Dạ chào ông. Dạ tụi con qua đây để kêu ma xương đen đi học, sợ ma xương đen ngủ nướng á ông ơi. Ờ vậy hả? Vậy đợi ông xíu nha, để em kêu ma xương đen ra nha. Trời đất ơi, ma xương đen ra đây lẹ lên đi, nó làm gớt cánh cửa rồi kìa. Nhớ gắn cánh cửa lại cho ông đó. Hello what's up mà gầu, đi học thôi anh em ơi. Ok. Tao nghe đi bên nghe, tao nghe bên này, bên ngủ nướng tiện lắm nè. Rồi tới công chuyện nữa rồi, bữa nay có xe đậu đây là chắc chắn là chúng ta sẽ đi đâu nữa rồi đó. Đúng rồi. Ủa mấy bạn tới lâu chưa? Hồi nãy giờ mấy bạn có thấy thầy đâu không vậy? Tụi tới đây lúc 6:30 á mà không có thấy thầy đâu hết chứ. Trời ơi, con không thấy ai luôn. Rồi mấy bạn ơi, trời mấy bạn ơi, thầy vẫn còn ở nhà ngủ nướng kìa. Thầy ở nhà ngủ nướng chưa đi đâu. Cái gì thầy còn ngủ nướng thì chưa tới trường nữa hả? Anh em để tôi. Thầy ngủ nướng hả thầy? À, cô giáo Thảo gì vậy? Trời ơi, gì vậy? Trời làm gì mà mấy em bao vây tôi dữ vậy? Có chuyện gì vậy? Dạ tụi em mới hỏi thầy chuyện gì mới đúng á. Thầy kêu tụi em tới trường sớm quá trời sớm luôn, cuối cùng thầy nằm ở nhà thầy ngủ nướng. Trời ơi, bây giờ trễ giờ rồi mấy đứa ơi, trễ giờ rồi chứ trời ơi. Mấy đứa mau lên xe chúng ta di chuyển thôi mấy đứa ơi, lẹ lên. Ủa thầy đi đâu mà gấp dữ, thầy đi Dubai hả thầy? Đu cái đầu em chứ đu, đi đâu còn lâu mới nói. Minutes later. Rồi mấy đứa ơi. Rồi chào mừng mấy đứa đã đến với khu cắm trại của chúng ta. Trời ơi tưởng đâu thầy cho tụi em đi Dubai, ai ngờ đi vô trong rừng này đu dây luôn rồi. Sống là phải có niềm tin chứ, tin là thầy cho mình đi Dubai đi. Rồi mấy đứa có 15 phút để xuống xe và đi tham quan cái khu này, sau đó chúng ta sẽ tập hợp trở lại nha. Ok. Nói gì thì nói chứ không khí thiên nhiên thật là trong lành. Ở đây cho chúng ta một cảm giác rất là vui mừng. Ở đây không khí thì trong lành, còn nước thì rất là xanh luôn. Nhìn không có một miếng ô nhiễm nào hết trơn á Bitman ơi. Nhìn đảo quá trời lớn đất luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà hình như là ở đây có một cái suối hay sao á. Tôi nghe tiếng nước chảy đâu đây nè. Làm gì có trời. Trời ơi coi kìa, coi ngớp kìa. Nhìn này em xem, nhìn một đợt hả thằng. Trời ơi, dám làm ô nhiễm nguồn nước hả? Rồi bây giờ thầy sẽ nói lý do của buổi cắm trại lần này nha mấy đứa. Thì tại vì hổm gài thầy ở nhà đó mấy đứa, thầy rảnh quá thầy coi tivi quá 180 phút, nên thầy thấy có một cái chương trình nó rất là hay, nên thầy muốn tổ chức cho mấy đứa một buổi dã ngoại, cả lớp được chơi đùa cũng như là học tập mấy cái kỹ năng sống luôn. Chúng ta sẽ ở đây cắm trại 2 ngày và cả lớp sẽ sinh hoạt theo đúng giờ giấc chế độ của quân nhân, mà nếu mà ai không chấp hành tốt quá thì thầy sẽ không cho ăn cơm. Mấy đứa thấy thế nào, có chịu không? Nhưng mà ai chấp hành tốt quá thì sẽ được miễn bài tập trong một tuần tới. Mấy đứa thấy thế nào, có chịu không? Phản đối. Ai phản đối thì phản đối chứ em chịu á thầy ơi. Rồi thầy biết mấy đứa giả bộ phản đối vậy thôi, chứ đứa nào cũng đồng ý, đứa nào cũng muốn tham gia hết trơn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha mấy đứa ơi. Nhưng mà trước khi bắt đầu thầy có thể cho tụi em ăn uống được không thầy? Chuyện nhỏ, thầy đã chuẩn bị cho mấy đứa ăn kia rồi kìa, mấy đứa lại đi. Trời ơi, chết tôi. Cảm ơn thầy đã dẫn đường cho tụi em. Cảm ơn thầy rất nhiều.
Không có gì đâu mấy đứa, ăn uống thoải mái đi, nạp năng lượng để chúng ta bắt đầu thôi. Mời đây, 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 mời đây. Rồi bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của mấy đứa là xếp hàng ngay ngắn, thẳng hàng, thẳng lối cho thầy coi nha. Thầy sẽ đếm từ 1 tới 3 rồi mấy đứa xếp hàng nha. Rồi, 1, 2, 3, được chưa? Ê, trời đất ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, ai kêu mấy đứa xếp hàng gì kỳ vậy? Xếp hàng lên đàng hoàng cho thầy coi coi. Đúng rồi nè, xếp như vậy mới đúng nè. Rồi bây giờ nghe khẩu lệnh của thầy nha, kêu quay bên nào là quay bên đó nha. Chuẩn bị chưa? Bên phải quay. Trời ơi, lâu lộn chứ không sao đâu. Ê trời ơi, cái thanh niên zombie này. Rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mấy đứa là sẽ chạy thật nhanh về trại và tìm ra chỗ ngủ cho mình và cất ba lô lại đó. Nhanh lên không sẽ bị phạt đó nha. Nước trong thì không có cá, mà người đẹp trai quá giống mình thì không có người yêu là sao ta? Kỳ vậy ta? Hello. Cá sấu. Dám cản bước Herobrine làm thơ hả? Con cá sấu ngu ngốc kìa. Thầy ơi, tụi em đã tìm chỗ và cất ba lô xong rồi thầy ơi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo mà tụi em phải làm là gì vậy thầy? Nhiệm vụ tiếp theo mà mấy đứa phải làm là quay trở về trại, quay trở về cái ba lô của mình và lấy ra ba món cần thiết nhất. Trời ơi. Mấy đứa đã lấy được 3 món mà mấy đứa nghĩ thật sự cần thiết rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ kiểm tra cái nào được thầy sẽ để lại, cái nào không được thầy sẽ tịch thu đem về nhà thầy. Ủa lộn, xong rồi thầy sẽ trả cho mấy đứa. Rồi bây giờ thầy sẽ mời từng bạn giới thiệu về từng món đồ của mình cho thầy và các bạn cùng biết nha. Đầu tiên thầy xin mời bạn Ripper. Dạ, ba món cần thiết của em đầu tiên là điện thoại, thứ hai là gói mì, thứ ba là cái cửa thầy. Điện thoại với gói mì thì ai cũng biết nó giúp ích được cho mình cái gì rồi, nhưng mà tự nhiên em đem cánh cửa heo làm gì vậy? Giải thích cho thầy biết coi. Dạ, mục đích là cho mấy bạn biết là mấy bạn muốn chơi game thắng em á là mấy bạn không có cửa đâu thầy. Đúng là con trai của ta. Mệt mỏi với bạn Ripper này thiệt đấy chứ. Rồi bây giờ thầy mời bạn tiếp theo đó là bạn Vomod. Giới thiệu đi em. Dạ em đem theo 6 hộp sữa Vomod, một cây gậy Vomod và một cái bánh đó thầy. Lỡ có bị thầy bỏ đói em có sữa đi uống, có bánh đi ăn đó thầy. Vậy thì thầy sẽ tịch thu hết cho em nhịn đói luôn. Dạ em xin giới thiệu với thầy, đây là 3 món đồ em mang theo. Đầu tiên là cái radio, hai là mít thái của cô hai, và ba là cái chiếc thuyền đó thầy. Rồi tối nay mà em mèo méo méo là tôi cho em đi về luôn á. Dạ em sẽ giới thiệu với thầy 3 món cần thiết của em. Một là điện thoại, hai là cái đồng hồ, ba là cái cuốn sách đó thầy. Trời đất ơi, em có thể coi cái thời gian ở trên cái điện thoại được mà. Còn cuốn sách đó là sách gì vậy? Sách xẻ gậy hả? Dạ không phải xẻ gậy đâu thầy, đây là xẻ heo á thầy. Rồi còn zombie, em mang theo 3 món gì vậy zombie? Dạ em mang theo 4 chai lăn nắp, một cái điện thoại cục gạch và một cái cần câu á thầy. Tại vì giờ nắng nóng quá em phải đem theo nhiều lăn nắp đó thầy. Thầy không ngờ em là một con người hát từ trong nôi nhiều vậy luôn á. Dạ thưa thầy, em mang theo chai kem chống nắng 20 lít, một cái vitamin đạo đức và một cái áo mưa á thầy. Em đem kem chống nắng để bảo vệ làn da màu đen của em, nhưng mà em sợ sau khi mà em xức kem chống nắng thì trời mưa, nên em đem theo áo mưa để bảo vệ kem chống nắng khỏi trời mưa. Nhưng hôm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Dạ em mang theo 3 món đồ rất hết sức là quan trọng luôn á thầy. Em xin giới thiệu với thầy, đây là màn hình tivi, lo kẹo kéo và micro, để tối nay chúng ta quay quần và hát cho nhau nghe, dùng lá me bay và duyên phận. Thầy nghĩ là em không cần hát đâu Enderman ơi. Em đừng có hành hạ mấy con thú ở trong rừng này nữa. Dạ em mang theo là máy ảnh, đồ cắt móng tay để cắt móng chân và một cái dán lướt đó thầy. Còn em mang theo một chai dầu ăn lọc Ender và một cái hạt quạt đó thầy ơi. Ây da, chết tiệt cái thằng ghét này. Tự nhiên mang theo dầu ăn làm cái gì đó hả? Có ý định điên tối gì đó. Boy. Rồi bây giờ tới phần quan trọng là phần thanh lọc. Món đồ nào mà hợp lý thầy sẽ để ở lại, còn món đồ nào không hợp lý thì nó sẽ biến mất. Trời ơi,
chơi hết rồi đó mấy đứa ơi. Bây giờ những thứ còn lại trên bàn là những thứ mà mấy đứa có thể sử dụng thoải mái. Rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mấy em sẽ là mang ba lô và vượt qua con sông này. Nếu mà ai mà không vượt qua được thì sẽ không được ăn cơm. Dạ ok. Rồi đem ba lô hết đi, ba lô hết rồi, đảo qua trời. Ủa mà khoan, nhưng khoảng chừng là 5 giây có cái gì đó sai sai. Trời đất ơi, thầy ơi, em thà không được ăn cơm chứ không chịu đăng xuất khỏi trái đất này đâu. Em cứ yên tâm đi, em sẽ không có đăng xuất khỏi trái đất này đâu. Thầy đã chuẩn bị cho tất cả các em hai phương án rồi. Bạn nào mà không biết bơi á thì phải vượt qua các chướng ngại vật này thì mới có thể qua bờ bên kia an toàn được. Đây là chướng ngại vật mà thầy đã đặt ra cho mấy đứa. Nè, đây là con đường tắt để chúng ta có thể qua được bờ bên kia. Phải vượt qua các chướng ngại vật như thế này. Đó, mấy đứa thấy chưa? Em bơi rất là giỏi nên em chọn phương án là sẽ bơi qua con sông này á thầy. Em bơi giỏi lắm hả? Em bơi giỏi bằng mấy cái con này không? Hello. Em nói chơi với thầy chứ, chứ em không có biết bơi này ơi, nói chơi á thầy ơi. Đứa nào mà qua được bờ bên kia trước á thì sẽ có thưởng nha mấy đứa ơi. Ok. Em muốn là người đầu tiên đến với bờ bên kia nên em sẽ vượt qua cái này. Cái này cũng dễ, cái này em cân được hết. Hey, rồi luôn, vượt qua mấy chướng ngại vật này không có dễ đâu anh em ơi. Trời đất ơi, khó lắm á nha. Ê, có ai muốn bơi qua sông với mình không? Đưa một cánh tay đi anh em ơi. Không, ủa gì kỳ vậy ta, bơi dễ hơn vượt chướng ngại vật mà ta. Người anh em, nếu mà người anh em đam mê mạo hiểm thì chúng ta cùng làm một chuyến. Ok luôn, bệnh viện cử lên đường. Trời đất ơi, hai đứa này nó định bơi qua sông thiệt luôn á hả? Sẵn sàng chưa, lên đường với mát ơi. Ok luôn, trời, lên đường thôi, không có gì mà cản bước rồi. Trời ơi, có thứ cản bước chúng ta người kia vô mát ơi. Thấy rồi. Hello. Không sao mà xương trắng ơi, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, tiến lên. Mày con cá sấu ngông nghếch này mau tránh đường cho ta coi. Ê, trời đất ơi, cái gì? Con cá sấu ngông nghếch này. Ê, mau tránh đường, còn múa nữa hả? Múa cái gì vậy? Tránh ra coi. Rồi, tới luôn, thẳng tiến luôn. Mình cá sấu ngông nghếch này nó không cản bước được mình đâu. Ê, trời ơi, sao lưng còn bao kìa. Trời ơi, xíu nữa đi cái giò rồi, thấy không? Vậy mà nó cũng làm được, nó hay thiệt cái chứ. Tiến lên cho các em ơi, chạy lên cho sao đâu, từ đây tới ngày mai em cũng qua được à. Còn bây giờ thầy uống sữa cho mốt, đợi em qua nha. Cảm ơn mọi người.